Nửa cuối tháng 4, nắng nóng lên đến mức kỷ lục làm đảo lộn cuộc sống của người dân, đặc biệt là việc sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt, tủ lạnh thường xuyên, khiến hóa đơn tiền điện của nhiều gia đình tăng vọt từ 20 cho đến 30%, thậm chí có nhà tăng tới 50% so với tháng trước đó. Đây cũng là câu chuyện được chia sẻ nhiều trên mạng xã hội. Nguyên nhân hóa đơn tiền điện tăng cao được lý giải là do nắng nóng. Theo Cục Điều tiết Điện lực Bộ Công Thương, sử dụng điện trong tháng 4 lập nhiều kỷ lục mới, sản lượng tiêu thụ có ngày chạm mốc 1 tỷ kWh. Ông Bùi Trung Kiên, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh cũng cho rằng miền Nam nắng nóng bất thường kéo dài với nền nhiệt trung bình trên 35 đến 40 độ C vào buổi trưa đã khiến nhu cầu sử dụng thiết bị làm mát tại hộ gia đình tăng cao. Nắng nóng là thủ phạm khiến hóa đơn tiền điện tăng, song cũng có một lý do khác là hóa đơn tính tiền điện bị nhảy bậc theo biểu giá lũy tiến 6 bậc. Tại Thành phố Hồ Chí Minh, ông Kiên cho biết trong số 2,47 triệu khách hàng là hộ gia đình, có 1,8 triệu khách hàng sử dụng điện từ bậc 4 trở lên, chiếm 75% tổng số khách hàng hộ gia đình, với sản lượng điện tiêu thụ trên 1,44 tỷ kWh, chiếm 52,38% tổng sản lượng và tăng 20% so với tháng 3. Theo quy định, sản lượng điện dùng bị nhảy bậc càng cao, giá điện trả càng tăng. Đây là quy định về giá bán lẻ điện của Bộ Công Thương ban hành năm 2023. Vâng, xung quanh vấn đề này, cư dân mạng cũng đã để lại nhiều bình luận đáng chú ý. Xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Tháng 4 vừa rồi nóng kinh khủng, nhà tôi cũng có hai máy lạnh, nấu nướng trả 2,5 triệu, chiếm gần 25% lương của vợ tôi. Nhưng quả thực nếu không có máy lạnh thì không chịu nổi, chỉ mong đừng cúp điện chứ hóa đơn tiền điện tăng thì cũng không có gì bất ngờ. Có điện sử dụng là tốt lắm rồi, nhiều ít do mình sử dụng thôi, do vậy ngành điện mới có thông điệp về tiết kiệm điện. Nhà tôi từ 1,5 triệu lên 3 triệu tháng này, nhìn hóa đơn mà giật mình luôn. Tôi cho thuê trọ, năm nào tháng này người ta cũng vào cãi cọ là sao tiền điện cao quá, thế là họ không chịu. Mua đồng hồ điện mới về bảo tôi thay dùng, sau khi thay xong một tháng sau vẫn như thế và hết cãi. Thế là tự mình giảm tiền điện bằng cách bớt dùng máy lạnh lại, đã gắn máy lạnh thì đừng cãi sao tiền điện cao quá. Nhà tôi không tăng hơn tháng trước là mấy, nên suy ra là do các bác dùng nhiều thì hết nhiều thôi, đừng nói là không dùng hơn trước là mấy, bớt than vãn. Cách tính bậc thang để khuyến khích sử dụng điện tiết kiệm. Điều này đặc biệt cần thiết trong những tháng cao điểm. Những tháng mùa nóng, các thiết bị lạnh như máy lạnh hay tủ lạnh ngốn điện hơn là điều hiển nhiên. Mà sao năm nào cũng có người thắc mắc nhỉ, số điện tháng 4 của nhà tôi tăng hơn 50% so với tháng trước, nhưng tôi thấy chẳng có gì khó hiểu. Nhà mình dùng một cái máy lọc nước có chế độ làm lạnh, để ý thấy mỗi lần rót nước ra uống thì đèn báo đang làm lạnh sáng lâu hơn mấy tháng trước. Có lẽ là do nhiệt độ môi trường cao nên hệ thống làm lạnh phải làm việc lâu hơn mới có thể làm lạnh cùng một lượng nước thêm vào. Từ quan sát đó nên mình hoàn toàn không bất ngờ vì tiền điện tháng này tăng gấp rưỡi, mặc dù mức độ sử dụng các thiết bị điện như tủ lạnh, máy lạnh, bình nước làm lạnh vẫn như mấy tháng trước. Thưa quý vị, đối với các bệnh nhân mắc bệnh ung thư thì bên cạnh các phương pháp điều trị theo phác đồ y khoa thì liệu pháp tinh thần giúp chữa lành sự khủng hoảng tinh thần, giúp họ thêm nghị lực và tình yêu với cuộc sống để chiến đấu với bệnh tật. Câu chuyện về một nữ điều dưỡng đã viết 10 lá thư với những lời nhắn đặc biệt giúp nữ bệnh nhân ung thư phần nào được an ủi, động viên đã khiến nhiều người xúc động. Chào em, chị là Thanh Ngọc, điều dưỡng chăm sóc cho em. Chị rất mong có thể nhìn thấy nụ cười của em mỗi ngày, vì chúng như những bông hoa hướng dương có thể xóa tan bóng tối. Hãy cười nhiều lên nhé. Đây là một phần nội dung nhỏ trong 10 bức thư chị Thanh Ngọc, 35 tuổi, điều dưỡng khoa lão, chăm sóc giảm nhẹ bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gửi cho nữ bệnh nhân 17 tuổi. Trước đó một năm, kể từ ngày phát hiện bệnh, nữ bệnh nhân bị rối loạn tiêu hóa, đau bụng, nôn ói thường xuyên. Tháng 5 năm 2023, em vào bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh và được chẩn đoán bị ung thư hang vị. Em được phẫu thuật cắt dạ dày và cho xuất viện. Tuy nhiên, 2 tuần sau em phải nhập viện gấp vì tình trạng xấu. Lúc này các bác sĩ chẩn đoán đã qua giai đoạn 4, di căn tới nhiều nơi và quá chi phí phẫu thuật. Dù nữ bệnh nhân giờ không còn trên cõi đời, nhưng người viết tin rằng khi đọc những lá thư từ người điều dưỡng, em đã có thêm liều thuốc tinh thần đặc biệt, phần nào cảm thấy nhẹ lòng hơn. Thạc sĩ bác sĩ Trịnh Thị Bích Hà, phó khoa lão chăm sóc giảm nhẹ Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh cho biết,
nữ điều dưỡng Thanh Ngọc đã rất kiên trì trong việc tiếp cận bệnh nhân 17 tuổi, cách viết thư gửi tặng cô gái rất đáng yêu, giúp người bệnh cảm thấy tin tưởng vào nhân viên y tế, thấy thời gian trôi qua ý nghĩa hơn. Trong điều trị ung thư thì việc xoa dịu nỗi đau cho người bệnh và người nhà bệnh nhân giai đoạn cuối là điều vô cùng quan trọng. Các hoạt động chăm sóc giảm nhẹ giúp người bệnh giảm đau đớn về thể chất, giải tỏa tâm lý tiêu cực, sống tích cực hơn, có tinh thần mạnh mẽ, vững vàng hơn để chiến đấu với bệnh tật, tránh rơi vào trầm cảm hoặc có ý định tự tử. Những bức thư động viên tinh thần của nữ bệnh nhân được cư dân mạng dành cho nhiều tình cảm đặc biệt. Xúc động quá, hy vọng em đã có những tháng ngày cuối đời ý nghĩa. Nhờ có những nữ điều dưỡng tâm huyết và nhân hậu như thế này, bệnh nhân ung thư sẽ được an ủi, động viên nhiều hơn, giúp họ thêm yêu cuộc sống và sống có ý nghĩa. Có bác sĩ giỏi điều trị là một phần lớn khác là phải nhờ vào ý chí chiến đấu bệnh tật của người bệnh, nên mình thấy cách bệnh viện truyền lửa bằng cách thông qua bệnh nhân đã khỏi bệnh để tiếp thêm động lực cho bệnh nhân là rất tuyệt vời. Bệnh nhân ung thư ngày càng nhiều, đó là thực tế cần chấp nhận, mong rằng sẽ có thêm nhiều giải pháp chữa lành tinh thần để cả người nhà và bệnh nhân có thêm niềm tin, nghị lực để chiến đấu với bệnh tật. Cảm ơn nữ điều dưỡng viên nhân hậu, mong các anh chị luôn có nhiều sức khỏe để chăm sóc cho bệnh nhân tốt hơn. Và những ngày qua, trên nhiều nền tảng mạng xã hội, nhiều đoạn video ghi cảnh một em bé gái trong trang phục dân tộc Thái đảm nhận vai trò mô phỏng hình tượng em bé tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ đã được chia sẻ, thu hút hàng triệu lượt xem. Bé gái có gương mặt xinh xắn với tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát xuất hiện ở ngay phần biểu diễn đầu tiên. Bởi vậy, danh tính của em bé cũng đã được nhiều người quan tâm. Được biết em bé này tên là Trần Vi Trâm, 4 tuổi. Trước đó vào chiều ngày 25 tháng 4, Vi Trâm được ông nội đưa tới sân vận động thành phố để xem các chiến sĩ luyện tập phục vụ cho buổi lễ sắp tới. Vô tình, cô bé lọt vào mắt xanh của nghệ sĩ nhân dân Thu Hà. Thấy bé gái hoạt bát với gương mặt rất phù hợp để chọn làm nhân vật mô phỏng em bé tượng đài Điện Biên Phủ, nghệ sĩ nhân dân Thu Hà đã nói chuyện với gia đình, ngỏ ý mời Trâm thử vai. Chị Vương Ý Nhi, mẹ của bé cho biết gia đình rất bất ngờ trước lời đề nghị này và đồng ý để con thử sức. Rất may con rất hợp tác và luyện tập cùng các chiến sĩ ngay chiều hôm đó. Kể từ đó, 6 giờ sáng mỗi ngày, cô bé 4 tuổi lại có mặt tại sân vận động, hợp luyện cùng các chiến sĩ. Có những ngày nhiệt độ ngoài trời ở Điện Biên Phủ lên tới 40 độ C nhưng cô bé vẫn tỏ ra rất háo hức, mong chờ tới tiết mục biểu diễn. Kết thúc buổi tổng duyệt vào ngày 5 tháng 5, Trâm được nghỉ ngơi một ngày để chờ tới ngày 7 tháng 5 sẽ biểu diễn chính thức. Thưa quý vị và các bạn, thời gian vừa qua, tình trạng giá vé máy bay của các hãng hàng không nội địa tăng cao đã ảnh hưởng trực tiếp tới nhu cầu đi lại của người dân, nhất là trong dịp cao điểm như kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 và mùa 1 tháng 5 vừa qua. Nhằm tăng cường công tác quản lý nhà nước, kiểm soát chặt chẽ giá vé máy bay, góp phần bình ổn giá, đảm bảo hài hòa các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Giao thông Vận tải đã phát công văn yêu cầu Vụ Vận tải và Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, rà soát tình trạng giá vé máy bay nội địa tăng cao. Cụ thể, Cục Hàng không Việt Nam khẩn trương rà soát kiểm tra ngay công tác bán vé, thực hiện kê khai niêm yết công khai minh bạch thông tin về giá vé máy bay của các hãng hàng không. Trường hợp phát hiện bất thường, kịp thời chỉ đạo, chấn chỉnh và xử lý ngay vi phạm theo thẩm quyền nếu có, đồng thời tổ chức thanh tra kiểm tra công tác bán vé, thực hiện kê khai, niêm yết giá của các hãng hàng không, tuyệt đối không để tình trạng tăng giá vé trái quy định. Vụ Vận tải chủ động theo dõi, kịp thời tham mưu cho Bộ chỉ đạo, các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác kiểm tra các hoạt động vận tải phục vụ hành khách, tăng cường các giải pháp phục vụ tốt nhất cho nhu cầu đi lại của nhân dân, bình ổn giá vé, không để xảy ra tình trạng giá vé tăng trái quy định, đặc biệt là dịp cao điểm hè sắp tới. Trên nguyên tắc hài hòa lợi ích, quyền lợi của doanh nghiệp và nhu cầu của người dân, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam, Vụ Vận tải khẩn trương triển khai thực hiện, báo cáo Bộ trước ngày 10 tháng 5 năm 2024. Bình luận về vấn đề này, nhiều ý kiến đồng thuận với đề xuất của Bộ Giao thông Vận tải với hy vọng giá vé máy bay sẽ sớm được điều tiết về mức hợp lý để đảm bảo việc đi lại cho người dân được thuận tiện. Nếu vẫn đắt khách thì không thanh tra, hàng không thắng. Giá vé cao, khách ít sử dụng vì vượt quá thu nhập thì bắt đầu thanh tra. Sao không thanh tra ngay từ đầu để dân vi vu các ngày lễ, ngành du lịch cũng không than phiền, du lịch trong nước phát triển. Tại sao không kiểm tra phòng ngừa từ đầu, để sự việc xảy ra rồi mới tiến hành thanh tra kiểm tra?
Giá vé máy bay tăng lâu rồi mà Bộ Giao thông Vận tải sao không kiểm tra trước lễ, giờ mới yêu cầu kiểm tra. Lỡ ngành hàng không áp giá vé sai thì tiền hành khách đã mua vé giá cao có được hoàn lại không? Tăng cao, ai có tiền, có nhu cầu thực thụ thì đi. Giá vé cao thì bán ít, cơ chế thị trường mà, cũng giống như mớ rau ký thịt ngoài chợ thôi, thượng đế có quyền lựa chọn. Các hãng đang đẩy giá bù lỗ, nhưng giá cao thì số lượng vé bán cũng giảm, cân đối chi phí thuê, bến bãi, vận hành, tính ra thì cũng không bù lỗ được nhiều. Cần phải chi tiết, cụ thể, có hay không hành vi cùng nhìn nhau tăng giá để tăng lợi nhuận, các thể loại phí như phí quản trị hệ thống là phí gì, tại sao phí cao ngất ngưởng, cơ quan nào giám sát tình trạng giá vé hỗn loạn hiện nay.